hoạt hình vui nhộn, chú khỉ dũng cảm. Khỉ con tuy đáng yêu nhưng chú rất nhát gan, khi làm việc gì chú đều cần có khỉ mẹ ở bên. Một hôm, khỉ mẹ đang nấu ăn trong bếp, do không cẩn thận nên bị ngã xuống nền nhà. Khỉ mẹ đau đến nỗi toát cả mồ hôi, cố gắng thế nào cũng không thể đứng lên được. Khỉ con thấy thế sợ hãi khóc thét lên. Mẹ, mẹ, mẹ làm sao thế? Khỉ mẹ nói. Con ngoan của mẹ, đừng khóc nữa, mẹ có việc muốn nhờ con làm. Làm việc gì thế mẹ? Mẹ muốn con đi tìm ông Sóc, nói cho ông ấy biết là mẹ không cẩn thận nên bị ngã, rồi mời ông Sóc đến khám cho mẹ. Khỉ con nghe xong, vội nói. Không đâu, không đâu, mẹ ơi con sợ, con dìu mẹ đi tìm ông Sóc có được không? Con ngốc ạ, hình như chân mẹ bị gãy rồi, không cử động được nữa. Nhưng mẹ ơi, con sợ lắm. Con đừng sợ, mẹ sẽ dạy con một cách. Khi con thấy sợ hãi thì hãy nói to rằng tôi là chú khỉ dũng cảm, tôi không sợ. Làm như thế con sẽ không sợ nữa. Hãy tin lời mẹ, mau đi đi con. Nhìn mẹ đau đớn như thế, khỉ con đành lùi lũi đi tìm ông Sóc. Nơi chữa bệnh của ông Sóc nằm trên một cây lớn ở bên cạnh nhà khỉ con. Cây thật cao, khỉ con lấy hết dũng khí trèo lên cây. Bỗng nhiên nó nhìn thấy một con sâu nhỏ, như thường ngày, nó rất sợ con sâu non đó. Nó run cầm cập và toát hết mồ hôi, mẹ ơi, con sợ. Nhưng nghĩ đến mẹ đang đau đớn như thế khi con tự nói với chính mình, tôi là chú khỉ dũng cảm, tôi không sợ. Nhưng tiếng nói vẫn còn quá nhỏ, nói xong nó vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Nó lại nói to hơn, tôi là chú khỉ dũng cảm, tôi không sợ. Sau đó nó tránh được con sâu nhỏ và leo lên cây. Lên đến ngọn cây, khỉ con thở một hơi dài và nhẹ nhàng gõ cửa. Ông Sóc ơi, mẹ cháu bị ngã gãy chân rồi, nhờ ông đến khám cho mẹ cháu với ạ. Ông Sóc mở cửa và ngạc nhiên nhìn nó. Khỉ con, cháu tự mình trèo lên đây à, thật là một đứa bé ngoan. Đi mau nào, ông sẽ cùng cháu về khám bệnh cho mẹ cháu. Ông Sóc đến nhà khỉ con, mau chóng đắp thuốc cho khỉ mẹ. Chân của khỉ mẹ rất nhanh khỏi, khỉ mẹ nhìn mọi người và nói. Ai nói khỉ con của chúng ta nhát gan, thực ra khỉ con của mẹ dũng cảm nhất. Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập học cùng bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong bé học tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là chuyện cổ tích mỗi ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.